thấy được cái chi, cứ thế này thì sao mà hát được. Có bác nào giải nhà chưa nơi vào ơi, em hát cho các bác nghe mấy bài chồng chồng hoan hoan. Cái lá quả thôi em nhìn tí qua chứ không là lát nó đi chậm chậm về hôm nay nhìn thấy nó cặn nhằn nhằn chết hết nó đi vào hoa ra cặn nhằn cặn lắm.
không có nhìn rõ đâu. Cho nên là bác sĩ, bác bảo trả bác đấy nhá. Nam à, xin chào. Nào đâu cái áo tứ chân, cái khăn mò quả, cái quần nắng đen, nói xa giờ mất lòng. Xin chào Nam An. Chào Hoàng Liên. Em mơ xin chào. Nói xa xa cho những ai đang gặp phải tình trạng tâm lý về xương khớp, đó là thầy Thích Thanh Vân, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Xiêm đã nghiên cứu giải phẫu thành công. Chết mặt kém rồi, nhìn thấy bác nào em chào bác đấy. Bác Thành Hoa Đài, bác đại gia em xin chào bác nha. Em và thầy xin chào. Trời ơi, đang hát mà phây lên, mãn này biết quay vừa vẹo thế này, chết. Mẹ không thích gì. Ôi trời ơi, Hoàng Liên ơi, Nang A ơi, khổ quá đang hát. Mà nó lại ngủ thế này, còn tiêu đời không thích gì. Ôi trời ơi, ông Mạng ơi, ông cho con hát, cho cán giả nghe đi. Không ăn cái con út này em nó mò về bây giờ nó thấy mẹ nó nên nó bảo ôi trời ơi bà già lẩm cẩm này vào phây của con này ôi cha mẹ ơi em xem này các bác à mắt kém là các bác có thấy bác nào chào bác đấy bác nào không thấy chào nê anh Khoa xin chào nhá. Bác nào mà không thấy cũng thông cảm cho nhá, già rồi, hơn 90 tuổi rồi mà
cứ khoái cái văn nghệ này. Nhưng mà khi nào bố có đi vắng chim nghe cầm hợp tí nữa. Ôi giời ơi, nó ở nhà 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 thì thấy khổ. Nó để bảo bà ra lắm cầm. Ấy, giống như hồi nãy nha, kể cho bác các bác nghe. Nhà em á, có 6 con gà sáng, 8 con gà vằn. Em đếm đi, đếm lại ngày nào em cho nó ăn, em đếm đi, đếm lại 54 con. Thế vậy mà hôm nay em ốm quá, Hoàng Hậu ơi, xin chào. Em ốm quá, em không cho nó ăn được. Em bảo bác nghe em là, mày cho gà ăn cho mẹ đi con ơi. Mà nhớ ăn thì phải đếm đi xem là có đủ 14 con không. Thế mà nó cho ăn xong mà nó làm lên nó bảo mẹ ơi, đủ rồi. Bao nhiêu con? 14 con. Ôi dài đấy ơi. Em mới chửi em bảo là mà ta ngủ lần ra mày. Ngày nào tao cũng cho ăn tao đếm 14 con. Mà hôm nay mày đếm làm sao mà có 14 con. Vậy là cái thằng ăn trộm miệng nó mất một con của tao rồi. Nó lại bảo mẹ già lắm cấm. Ôi giời ơi. Nó lại bảo em nằm cấm chết con chết không mất chứ các bạn. Em đếm 14 con mà nó đếm 14 con. Nó lại bảo em lên già rồi mà cấm. Thôi, không biết nằm cấm hay không, có gì các bác cứ bình luận ở dưới, cũng chẳng 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 chẳng. Hoàng Hậu Út xin chào nha, mẹ Út xin chào Hoàng Liên nha. Mẹ của Út xin chào Hoàng Hậu một lần nữa này, trần chuôn mặn. Mẹ của em Út xin chào nha. Con Út nhà em suốt ngày nó mê lắm các bác ạ. Chèo đi này à. Con ho ảo, ôi giời ơi, nó cứ hát suốt ngày này, không cần ăn luôn. Bảo nó đi ăn cơm, nó bảo là không cần ăn cơm, nó chỉ có mỗi ăn cái này thôi. Chết có khổ không các bác? Sau đây xin hát một bài hát này cho các bác nghe nha. Xa nhau từng ấy mùa xuân quê hương muôn cội là nơi hương về dù cho cách trở sân khê tình là nghĩa xóm ta về bên ý. Đỗ Đại mẹ em muốn xin chào nhé. Tình nghĩa Thank you.
Hãy
mời em đến những ông bác anh ơi cùng với em nha. Xin chào anh Nam Ngọc, xin chào anh Hoàng Thúy, xin chào nha. Bà chị Trần Thư, xin chào nha. Cháu tình yêu và muốn tình yêu hoàn hảo này. Em xin chào các bác ạ. Em nên phải hoài tí xíu thôi. Tí nữa đi chợ về đã thấy nó khăn chết đi bác. Xin chào các bác nha. Để lần sau em hát cho các bác nghe tiếp nha. Bây giờ nó đến chợ về nó sẽ chết nha. Thấy đây rồi, cũng bọn em phát ra cách luôn đi rồi, đúng không?